sớm hả anh? Rồi ok. Cội nguồn rồi đó không? Chúng ta một bà nó đẹp không? Mình ăn qua thì ăn qua thái nhiều mà làm ra không đẹp. Cái thằng này nó đi nặng lắm kìa. Nó về cái bà ngọ đi nặng đi. Cứ bà ngọ đi nặng đi. Cô nạn này á, dạ vẽ rờ bò cái ngoài nạn đi, có ngoài nạn nữa. Ý là chị đi đó này là em đi cái đi, em đang bóc ống cái đồ dư chị kìa, em bỏ có vàng vàng giáo, vàng giáo thì em bỏ lại ngay chỗ gần khu điện chị Ngọc á, gần khu điện Ngọc á. Còn ống thì em chở thẳng 395 đồng hữu trân cho chị. Tầm chừng đó thì dàn giáo thì có 3-4 bộ vậy thôi, còn ống thì như cũng ít á, mấy cái ống 90 hồi trước bị lẩu không vậy á, là ra hai chỗ đó ra anh lấy chị bao nhiêu tiền? Thấy điện Ngọc là cái gì số những giờ thì cái gì á, nói chung là ở gần gần khu điện Ngọc mà đường cái á. Hả? Đường em sợ trường đại học Phan Chu Trinh lẫn ra số ra. Đúng rồi, chị bỏ trường đại học Phan Chu Trinh, giàn giáo là bỏ trường đại học Phan Chu Trinh, còn ống là chở ra gì chị? Là em lấy phí bao nhiêu tiền? Hả? Vít nó còn lẻ nha, chứ cô ra đó. Dạ. Cứ vít đằng đằng á. À dạ. Còn cô cô ra đó. Nặng mà nặng không được á. Rồi cô nặng không ra mà con nặng có ra không? Ở đây cái nhé. Dạ ra chứ. Con nặng mấy cô cứ cáo cáo đi nè. Mấy giờ tùy anh thôi, cái chuyện không quan tâm. 7 giờ là tới đó nó đúng không? Rồi, ok, cái chị điện thoại. Cái đường nó do anh nhau mà nó lại nhiều chứ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ không, cái đó bà để sao đi, thì con không tái cho nó được nữa. Con lễ cho cô mất 2 tiếng. Nè. Đi có ăn gì đâu. Chỗ nó là cô bị thương á. À, đúng rồi bà. Ừ. Chỗ nó chưa nổi chứ còn tưởng à. Dạ. Cái xương em chùi tê bên em cho chị bé với. Không có thuốc không chịu nổi đâu con. Dạ đúng rồi. Có người người ta chịu được, có người không. Thôi chịu cho nổi con. Bây giờ non với bọn cô giờ giờ cứng. Thấy ra còn thì cần phải không thái đi tìm. Thấy đào con trốn nghiệp rồi đó. Yeah.